Nè nè he, tôi biết các bà thích cái này lắm nè he, nên hôm nay tôi cho các bà đi nữa nha. Lần trước á, quay gội đầu dưỡng sinh mấy bà bảo tôi á là qua đây review đi, nghe nói dịch vụ ở đây trọn gói đã lắm. Ngoài gội đầu ra bên này còn có thư giãn cổ vai gáy, đi ngọc trên mặt nâng cơ, mà còn có thiền đũa xông tay. Đưa cái giá bình dân chỉ từ 59k thôi mà làm được quá trời nhiều bước. Lần trước đóng phim có cảnh tôi bị đánh ghen đó mấy bà, là bị túm tóc quánh qua quánh lại, thế là cái đầu của tôi bây giờ nó muốn chùi lủi luôn đó mọi người. Vì vậy á, bữa nay tôi đã quyết tâm rủ thêm mấy đứa bạn đi hưởng thụ trọn gói. Tôi chọn cái gói massage thư giãn chuyên sâu đặc biệt 1.10 phút, là gần 2 giờ đồng hồ, làm cho tới bến quên lối về. Mới cái bước đầu tiên chăm sóc chân cơ bản thôi, không biết là bấm nguyệt kiểu gì mà con nhỏ em của tôi nó mê sảng luôn rồi mọi người. Rồi tới bước tiếp theo là mình sẽ di chuyển vào phòng riêng dành cho gia đình cho nó yên tĩnh. Như bình thường mọi người chỉ việc thay đồ thôi là đi gội đầu được rồi, nhưng mà tôi còn phải gỡ tóc giả nữa. Sau khi chườm nấm bụng và chân, mình sẽ chăm sóc da mặt. Bước đầu là tẩy trang, massage rồi lại tẩy tế bào chết. Mỗi lần mọi người tới đây á là sẽ kiểu thư giãn, là ngủ sâu để giảm suy chết. Nhưng mà mỗi lần nếu mà tôi đi với lũ bạn thì cứ chọc cười hoài như vậy luôn. Rồi bây giờ tới đi ngọc nâng cơ, cái bước mà tôi thấy tôi thích nhất trong tất cả các bước ở đây luôn. Riêng về cái gói này thôi, mình sẽ được trải nghiệm 7 loại đi ngọc nâng cơ. Khi mà mọi người đi gội đầu dưỡng sinh nhất định phải thử một lần cho biết cái cảm giác làm cái này nó đã đến cỡ nào. Khi mà mọi người chọn đúng chỗ, đúng người, có tay nghề là làm cái gì trên người của mình cũng thấy nó đã hết. Đến cái phần mà thư giãn cổ, vai, gáy, tay á, bao nhiêu mệt mỏi đau nhức trong cuộc sống bộn bề tự nhiên nó thoải mái hết. Khi gội đầu á, mình sẽ được gội đầu bằng hai nước rồi gội xả bằng thảo dược. Thì sau đó mình sẽ được ủ xả và thư giãn vùng đầu bằng cách bấm nguyệt. Mấy bà đừng có tập trung kiếm tiền mà vất vả quá, mình mới biết hưởng thụ hết cho tôi chứ mà ham công tiếc việc á, xong rồi bệnh hoạn rồi uống thuốc rồi gặp bác sĩ tốn tùm lum tiền hơn á. Mọi người thấy không, trong khi mình chỉ tính đi gội đầu dưỡng sinh thôi, rốt cuộc lại được massage toàn thân thư giãn. Bên này á, họ còn có đi điện di tinh dịch vitamin C collagen nữa. Làm nãy giờ thì cũng đã tới cái bước thiền đũa xông tay, chưa làm á thì mình thấy sợ lắm ha, còn lúc làm rồi thì mình lại muốn làm nữa. Sau cái bước này tụi mình còn được thư giãn lưng ngồi nữa, mà cũng được một cái tiện lợi là khi mọi người gội đầu dưỡng sinh massage body, bên này còn có kim luôn cả tiệm làm móng, tiệm nail đó mọi người. Nào làm da, cắt móng, đắp bột, đính đá đồ, mấy bà thích mẫu nào thì cứ yêu cầu quán làm thôi. Bữa nay móng tay của tôi còn đẹp nên chưa có làm thôi, bây giờ mình xuống dưới mình sấy tóc, mình xịt thêm dưỡng. Phải công nhận là mấy bà chỉ tôi đi bên này thích thiệt, chứ mà không có đã tôi mắng vô mấy bà liền á. Thôi đã về rủ má lần sau đi tiếp vậy nghe.